Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình Bầu Trời Colorado USA. Bữa nay bà xã mình không biết nấu cái gì nữa đây. Sao có cái dĩa gì thấy hấp dẫn quá vậy ta? Để mình lại gần coi. Ôi trời ơi, dĩa heo quay các bạn ơi. Sao heo quay mà có cái gì dùm lum vậy? Không có nước chấm mà có cái gì trắng trắng dùm lum vậy? Heo quay mà có bột nữa. Đừng nói heo quay lăn bột chiên à. Này hơi lạ nha. Heo quay lăn bột. Bữa nay em làm món gì em? Chào các bạn. Hôm nay mình làm món chè bột lọc heo quay. Chè bột lọc heo quay? Uh-huh. Mới hả? Mới. Trời ơi. Lần đầu làm á. Đây là heo quay nè, mà bây giờ mình... Wow, dĩa heo quay nhìn hấp dẫn quá vậy ta. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Đừng rời mắt nha, đừng rời mắt nha. Rời mắt là mất á. Thì làm cái món này là mình có... Đây là 2 tablespoons đường. Để chút mình bỏ vào đây mình xào á. Cái này gừng. Còn đây là 1 cup đường. Để chút nữa mình nấu nước đường. Còn heo quay là... Mình không có làm tới hết dĩa này. Rồi đây là một gói bột năng. Mình sẽ làm hết gói bột năng này luôn. Rồi, vậy thôi. Vậy giờ heo quay này đó, là mình không lấy cái da. Wow, chè này nghe cái tên bộ... Mới lạ đó không? Mới lạ, hấp dẫn á, bắt mắt á. Heo quay là mình bỏ da. Thôi lấy cái thịt làm để đưa cái da cho anh ăn trước đi em. Ăn da hả? Ừ, tại vì em đâu có cần da đâu. Nè, ăn đi. Món này làm được của ai không? Không biết. Của Huế. Không biết. Wow, cái da giòn rụm luôn. Cái này đặc sản của Huế đó. Nghe thấy ngộ ngộ ha. Ừ. Nhưng mà ngon lắm đó, ăn ghiền luôn á. Nó mặn mặn ha, ngọt ngọt ha. Béo béo rồi ha. Heo quay bị nấu chè hả? Ừ, thì đó. Ghê vậy. Heo quay mà đi nấu chè. Sang quá vậy. Quá sang luôn. Nhưng nó chặt cũng nhiều. Bây giờ cái này mình cắt thành hạt lựu. Mình cắt nó ra ha. Xong rồi mình đi xào nó lên. Bữa nay có dĩa heo quay này có cần thợ phụ không? Nhưng mà có cần thợ phụ thì mình ngồi chứ mình phụ chứ. Không, phụ rồi hết dĩa heo. Phụ rồi hết môi luôn á. Không có cho phụ. Thì khỏi nấu. Phụ rồi hết dĩa heo quay. Các bạn thấy không, bữa nay mình tình nguyện mình làm thợ phụ cho chị mà chị không cho luôn. Sợ hết đâu nghe. Từ chối trước đi. Nghi lắm. Cái này mình sắc hạt lựu rồi đó. Xong rồi mình đi xào nó lên cho nó ra bớt mỡ. Anh ăn món này qua chưa? Chưa, cha sanh mẹ đẻ ra chưa biết luôn đó. Yeah. Món này là ở ngoài Huế đó, bây giờ cũng còn nổi tiếng đó. Ra nồi nào là hết nồi đó đó. Vậy cái món này là món quê hương của em á hả? Quê hương đó, đúng rồi. Nấu nồi nào là hết nồi đó. Thì bữa nay thử nấu nồi này coi có hết không ha. Hết. Chỉ có dừng nấu cái nồi này lên hết cái nhân mà cái vỏ còn á. Ồ, vỏ nó với nhân nó nằm chung, anh phải ăn hết. Ồ. Nghe thấy là ngộ ngộ nhưng mà nó rất là ngon. Anh ai ăn rồi là ghiền. Heo quay mới quay ngon quá ha. Ừ. Hồi sáng hên đi xuống tiệm mà thấy nó vừa đem heo quay ra luôn. Miếng tính này quay luôn đó, làm miếng buông cái cho nó khỏe cho nó ngọn lẹ đó. Chắc chắn bữa nay là không có cần thợ phụ phải không? À. Cho suy nghĩ lại lần nữa đó. À. Phụ ăn thì được nè, có cái dĩa thịt heo quay nè, nó không cho mình làm thợ phụ bê ơi, nguy hiểm lắm. Còn mấy chuyện khác là khỏi né luôn cũng không kịp nữa. Giống như cái gì?
cũng như rau. cũng như trồng rau vậy đó, mình né luôn mà chị cũng nhớ, nhưng chị kéo mình lại cho được. Bây giờ có dĩa heo quay chị không cần tới mình nữa, trở mặt liền phải không? Trở mặt liền. Thôi kệ, em cho là thôi, mình chờ chè chín cho mình ăn cũng giờ được mà. Ừ, chờ chè ăn cho biết món quê hương. Ủa, món này trong Sài Gòn không có rồi? Không có, chưa nghe qua bao giờ. Lâu lắm rồi, bây giờ vẫn còn đó. Chưa nghe ai mà lấy thịt đi nấu chè bao giờ. Ta thêm miếng nữa đi ha. Ừ, làm lần lần cực thì chơi làm gì nhiều chút đi. Bỏ cái da, chỉ cần cái thịt thôi. Không cần cái da thì cho mình da đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hình như là chặt đủ rồi. Rồi cái da rầm rầm luôn hả? Vâng, cái da ngon dễ sợ luôn. Bạn coi cái da nào. Dùng gậm luôn. Thôi quay là ngon nhất là cái da đó. Anh hả? Nhưng mà món này không có làm da. Da chút xíu nữa vô nó cứng á. Cho nên là chỉ làm thịt thôi, ok. Bây giờ em sẽ đi xào cái này nhé. Để xào hả? Ừ, phải xào chứ. Bây giờ xào hả em? Ừ, bây giờ xào cái này đem. Xào đi anh, có tô cơm chờ sẵn à. Ủa, tôi đoán hay quay vòng vài ta. Không luộc nha. Cái này mình xào nó lên. Xào nó lên ha, rồi mình cho cái đường này vô. Ủa, cái tô này là mình xào xong rồi đó hả em? Ừ, xào xong rồi. Cái nước quả nó ra, bỏ trên đó. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy. Mình phải xào như vậy cho nó mở nó ra. Rồi bước kế mình làm gì tiếp? Xong mình vô bộ. Ok. Xong mình gói. Cái lúc mình gói the strainer. Rồi bây giờ gói hả? Làm hai hai đứa con có muốn làm phụ với mẹ không, chơi với mẹ không, làm bánh làm chè nè. Dễ lắm, dễ lên gói là xong rồi. Wow, cái này lạ quá ta. Cái này gói cho là... mình coi gói thử sao vậy. Cũng là dưa bột thôi nè. Được hai viên rồi đó. Vậy mình nấu chè vậy thôi chứ gói thì vậy đi, mình làm thì hơi lâu. Rồi luộc lên xong. Cái này phải làm vậy thôi, nó khô bột. Không, mình làm. Ồ, phải bỏ vô bao ủ vậy hả? Mình làm kịp là nó khô bột hết. Ồ. Khéo tay dữ ta. Khéo tay hả? Khéo. Anh làm không? Thôi. Mình làm hồi còn bột không có cái dưng trong chết. Sao vậy? Bắp Nhân ăn trước rồi. Nhưng ăn trước hả? Bỗng nhiên ăn trước thì giò có bột không? Chúng ta nấu chè gì đó. Chè cho nước hả? Ừ. Mà chè cho nước bự hơn chè này. Chè này nhỏ hả? Viên nhỏ hả? Nào giờ chưa ăn thiệt luôn hả? Thì không biết, không biết luôn, nghe nói tưởng nó giỡn hay. Ngoài Huế nó nổi tiếng lắm. Từ xưa tới giờ luôn, bây giờ vẫn còn đó. Nhưng mà chè này là mắc nhất, chè heo quay là mắc nhất trong mấy loại chè. Nhưng mà người ta cũng ăn dữ. Mà làm ra bán có người mua không? Trời, nguyên cái tiệm ở ngoài Huế đó có cái tiệm chè, người ta kêu là chè hãng. À. Nổi tiếng biết mấy chục năm, bây giờ vẫn còn đó. Ta bán nhiều loại chè lắm mà
Loại này là loại mắc nhất. Chỉ nhiều người ta đó giờ chưa ăn á. Ta ghé anh ta ăn thử cho biết. Ngon lắm. Ăn rồi là ghiền. Để hồi mình thử coi mình có ghiền không nha. Có hồi quay là ghiền à. Mà sao làm cái nhân nó nhỏ vậy, làm nhân làm cục heo quay bự bự chứ không? Ồ, làm một cục bự thì anh làm cái cục bột nó phải bự, ăn ngán lắm. Thì kệ đó, biết sao, có cục heo quay bự là được rồi. Không, nói là vậy thôi. Bự hơn ăn ngán. Mà vừa, vừa chè gì mà vừa mặn vừa ngọt vậy ăn được luôn hả? Ngon lắm, anh thử coi. Ok, để mình chờ. Mình cũng nấu nước đường lấy dứa ra quán. Nhưng mà ngọt thì ngọt, mặn thì mặn chứ sao ngọt ăn với mặn, mặn ăn với ngọt là sao? Thì bởi vì nó mới đặc biệt. Ừ vậy? Ừ. Wow. Anh có ăn cơm âm phủ chưa? Thôi. Bữa nào ăn ha. Thì cơm âm phủ với lại chè này cũng là một thứ cũng là đặc sản luôn đó. Giống như bún bò vậy đó. Bún vậy bò thì, ha. Vậy là ăn cơm âm phủ là phải lên bàn thờ ngồi ăn hả? Đâu có. Hồi đó nghe cái tiếng đó là người ta sợ, nhưng mà thật sự là không có cái gì hết á. Rất là ngon, ngon lắm. Tưởng nghe cơm âm phủ thì phải lên bàn thờ ngồi mới không ăn. Có đâu, nhưng người nghe nó trộn gì, nghe ốm gì, cơm âm phủ cũng dám ăn đâu. Cái tên nó vậy lâu lắm rồi, mấy chục năm. Thì bún bò với lại cái chè này với lại bánh bột lọc không? Sao mà đặt cơm âm phủ, sao không đặt cơm địa ngục á? Nghe ghê hồ, trong Sài Gòn có cơm đó mà anh. Không biết, mình chưa nghe qua. Trong Sài Gòn có, giờ có rồi. Nhưng nó mà xuất xứ là từ của ngoài Huế. Chắc cái này hồi xưa ở ngoài đó là cái gì đó, vua chúa nhiều quá hả? Vua hả? Vua. Hôm nay ông kia. Mà ai tự nhiên đi đồ ăn đặt âm phủ rồi ghê trời. Nghe cái tên nó trộn ghê quá. Thôi hoàng hậu quý phi rồi này kia nghe còn hấp dẫn chứ bị âm phủ ai ăn nghe sợ rồi phải không? Nhưng hoàng hậu rồi. Quý phi rồi à. Cơm chín dài rồi này kia không biết sao mà đặt cái tên vậy chứ thật sự là cơm rồi này kia đồ ăn rất là ngon. Chắc mình cái này mình còn phải đẩy quá. Nó khô rồi. Ủa bây giờ tới phần luộc rồi đó hai em. Wow. Nước sôi rồi thả nó vô. À. Mình luộc lần cái đất kia thôi. Ủa sao ít vậy? Ở đây rồi nè. Ở đây đó nữa hả? Một mớ rồi mới bỏ nè. Nè. Ủa em luộc đây thêm rồi đó hả? Ừ. Cái này mới đổ ra nè. Wow. Bỏ vô ngâm đá chút xíu cho nó lạnh lạnh. Cho nó cứng lại, săn lại hả? Ừ, xong rồi mới lấy ra, bỏ cho nó ráo rồi bỏ vô đường. Ồ. Nóng. Cái này răng, chút xíu nè. Còn này em nấu nước dứa làm cái gì hả? Cái đó là đường hồi nãy đó. Ồ, là nước đường đó hả? Ừ. Có lá dứa trong này luôn á hả? Ừ. Wow, thơm lắm ha. Còn gừng chút xíu đó, gừng ăn mới bỏ vô. Nghe mùi thơm phức luôn. Thả vô giờ nó ê, nó không có thơm. Chừng 10 phút nữa có chè ăn rồi các bạn ơi. Chè heo quay nha. Công nhận sau khi làm xong cái vườn rau có nhiều món ăn ngon dễ sợ. Món ngon luôn hả? Ừ. Công nhận làm cho nó vui, làm cho con vợ nó vui, nó cho ăn ngập mặt luôn. Còn này gì nữa? Mè. Mè đó hả? Ôi, cái này có nước cốt dừa không? À, có, nhưng mà ai muốn ăn thì ăn, nhưng mà đúng ra là không có cốt dừa. Ê, có cốt dừa cho béo béo rồi chứ. Ừ, cái này đúng ra là anh bỏ trong ly ha, rồi bỏ đá vô. Thôi, cho mình thêm miếng nước cốt dừa đi. Còn nếu mà muốn ăn nước dừa thì nước dừa. Mình khoái cái gì béo béo. Khoái nước dừa hả? Ừ, ngọt ngọt béo béo rồi. Xong rồi các bạn ơi, sắp sửa có ăn rồi. Đây nè, chè heo quay bà xã mình làm nè. Chè bà nấu heo quay.
Ủa sao đây không có màu tím màu xanh không hả? Không không. Bữa đây không chơi màu tím hả? Không. Bữa đây màu xanh thì yêu đời hả? Màu xanh với màu trắng. Cái này dừa, cái này là heo quay. Ồ, bữa đây yêu đời chơi màu xanh. Thì ra là vậy. Mấy đứa nhỏ thích ăn màu xanh. Thì làm ít màu xanh. Ồ. Giờ múc ra ha. Còn phải hỏi nữa. Trời ơi, múc đi. Chờ nãy giờ muốn rung tay luôn. Chén dễ thương. Heo quay trong. Có cục nào có nhiều heo quay cho mình. Cái nào cũng nhiều hết. Rồi. Mấy đứa con thích ăn màu xanh, để màu xanh cho nó đi. Chè heo quay nha các bạn. Chè heo quay bây giờ người ta bỏ gừng lên theo. Ăn cho nó ấm á. Thấy cô heo quay đó. Rồi cho gừng lên. Mình đâu có thấy chợ nào bán chè này đâu hả? Làm gì có anh. Ở đây hả? Ở đây hả? Ở đây không có. Không có. Nhưng người ta nghe này cái gì chè nó không quay ghê vậy? Thì đó. Vậy cho anh có nghe là Starbucks mà có bacon không? Cái gì Starbucks có bacon? Ừ. Đúng không? Không có. Có. Mình muốn nghe nó chưa bao giờ. Nó xay vô rồi uống đó. Cái đó hơi lạ. Chưa uống qua hả? Chưa. Mình chỉ biết cà phê đen đá thôi. Múc múc xanh không? Tùy à. Vậy chén xanh đi hả? Trắng xanh, hai trắng trắng hả? Thì tùy em múc múc ra múc. Thôi vậy đi cho nó đẹp. Cái màu xanh này mấy nhà hai nhỏ làm. Thì em thích để dành cho nó. Cái cô ông chúa do bột. Cho mình miếng gừng lên. Quá hấp dẫn. Wow. Còn không dừa ha. Dừa. Để hơi nhỏ mà. Cuộn cho nó đổ. Nóng quá, nóng quá. Các bạn ơi, các bạn ơi. Xong rồi nè các bạn ơi. Lên mâm rồi nè. Các bạn nhìn coi nè. Chè heo quay vợ tôi làm lần đầu tiên trong đời mới nghe, nhưng mà ra nhìn cũng hấp dẫn quá trời. Bữa nay yêu đời không có màu tím các bạn ơi, bữa nay yêu đời chơi màu xanh luôn. Cái bông màu tím đó có cái hoa màu tím nè. No, ý nó là viên chè không có màu tím nè. Ờ không. Có hoa, thế hoa nè. Ờ. Mời tất cả anh chị với các bạn ăn chung với hai chồng mình cho vui. Mời tất cả các bạn cùng ăn chè heo quay với vợ chồng mình nha. Ăn đống ly này ha. Ăn đống ly này đi. Cho ăn chén luôn. Chén đó. Cha sinh mẹ đẻ mới ăn lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên đó hả? Lần đầu tiên đó. Rồi, nhiều khi có vợ từ Quế ăn nhiều món bất tử là thấy cũng ngon quá chứ. Là lạ ha. Ăn vô gặp đi không quay á, nó béo rồi ha. Có rồi. Ngọt ngọt ha. Có miếng gừng không? Ừ, miếng gừng.
không miếng gừng ấm ấm thơm thơm. Làm gì hơi quay rồi. Mình luộc bột quá không thấy hơi quay trong nè. À. Ngọt ngọt, bé béo. Mình có nước dừa nữa. Nước dừa ăn mỗi tại vì nó trong là hơi quay rồi. Rẻ hết đây luôn. Lỡ chơi là chơi hết đó. Lỡ chơi là chơi hết đó bến luôn. Ngọt ngọt, bé béo, mặn. Nước dừa đẹp nè. Màu thanh này, màu thanh dừa ra đẹp quá à. Dứa, dứa. Có món gì lạ nữa không? Có. Cho chén nữa nha. Ăn không bé. Ngon quá các bạn ơi. Vợ mình giờ nó lợi hại quá các bạn ơi. Món gì nó cũng chơi được đó. Mình trước anh về Việt Nam á. Mấy năm rồi, 4 năm, 4 năm năm. Ăn không được. Lên 9 giờ mấy thôi là hết chè. Chè gì cũng còn mà chè không quay lại hết. Nên ăn không được. Ngon quá. Ăn đường á, thơm. Thôi em vậy là đủ rồi. Ăn miếng gừng. Món là miếng dưng bự bự đúng không? Miếng dưng bự bự chút. Chả nhiều nhiều thịt heo quay chút. Vậy là bự quá rồi em. Bự rất bự. Nên mấy này con làm hơi bự. Lần đầu tiên mới nghe là chè heo quay trên nước Mỹ. Mới nghe không? Hồi đó giờ đi lúa nhiêu chỗ đâu có ai bán chè heo quay. Không mà ngon đúng không? Ừ. Là lạ nha. Rồi nhớ em nhớ kỳ đó mình đi Cali không? Ừ. Vô cái vô nguyên cái tiệm chè đó. Chè gì cũng có, đâu có chè heo quay đâu. Có không có chè heo quay. Ừ. Nhiều nó dứa lắm nó mới trên quả đẹp luôn á. Mới ra được vậy đó. Ba bó nó dứa. Xong xay nó ha. Để nó qua đêm đó. Lấy ở dưới thôi. Nước trên bỏ lấy ở dưới. Mới được màu đẹp đi. Ngon. Dưới bên đây rồi đông lạnh không à. Không có thơm. Đẹp quá đẹp. Rồi nó chưa? Để mấy cái màu xanh này dành cho mấy đứa con. Ừ, mấy đứa con khá màu xanh lắm. Tụi nó không ăn, nó quay ăn gì? Đã thè. Ăn đi xong rồi ngồi múc hai ly chè ra giường ra ngồi á. Ăn nữa hả? Ăn nữa. Ăn rồi ngủ vào đó luôn. Hả? Mà mới mua mới rau gì thì chưa trồng nè. Trồng ở đâu nữa? Đó còn đất mà. Còn khúc bên đó hả? Ừ. Ông hàng xóm nói mà ông cho cây bầu nữa. Dạ hả? Mà giờ chắc ông đi chợ với vợ con chưa về. Thôi, no rồi. Cảm ơn các bạn đã coi video clip của mình nha. Mình xin dừng video clip tại đây. Mong rằng các bạn sẽ thích chè que của vợ mình mới phát minh ra. Các bạn thử đi. Ở Mỹ ba mấy năm chưa nghe qua chè quay. Thiệt luôn á hả? Bữa nay vợ mình nói em làm chè quay là mình hơi giật mình. Nhưng mà thử ráng mình coi kết quả ra sai mà kết quả ra ngon. Tốt. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, bye bye.